phà lên bên. Chiếc xe vừa tải bốc đầu lên. Và giờ là chiếc máy xúc Komatsu VC200 sẽ lên khoảng rất là đẹp các bạn nhé. Một con Taco Omen với quả bèn rất là đẹp. Chiếc cần rất là dài. Ui giời. Ui giời. Rất là ghê. Ui giời. Quá là nguy hiểm các bạn nhé. Máy xúc quá là lớn. Bên đây là các bác tài Hugo đang chạy ga rất là khẩn trương. Công trường vô cùng là nhộn nhịp các bạn nhé. Cầu lên rồi. Và tài xế chúng ta khởi hành một chặng đường rất là dài. Vẫn chưa lên được. Oh, no.
bác tài xế trẻ tuổi, trẻ còn hổ vồ. Tuyệt vời, pha Santo thành công của bác tài xế chúng ta.